Sự thật về thành công và thất bại. Ai mà không biết cuộc đời là lên voi và xuống chó. Khỏi cần biết bạn là ai thì mình tin chắc rằng bạn đã từng lên voi và xuống chó không nhiều thì ít lần rồi. Điều này nó hiển nhiên mà chúng ta không cần phải đoán bừa, đến cả việc thống kê cũng không cần thiết, vì đây là sự thật mang tính chân lý. Chỉ khác nhau là trong cách phản ứng của mỗi cá nhân mà thôi. Còn chuyện được, mất, lên, xuống là cách vận hành, không còn gì là bàn cãi của vũ trụ. Thế nên nếu như các bạn đang ở trên đỉnh của thành công, thì hãy tranh thủ mà tận hưởng. Và cũng đừng quên nhắc nhở mình rằng tiếp theo sẽ là rơi xuống đáy, bởi vì đây là một định luật của vũ trụ. Và đỉnh vinh quang thường chỉ là một điểm thoáng qua trong phút chốc mà thôi. Cuộc sống là một biểu đồ hình xiên, có lúc lên lúc xuống, sườn dốc đi lên và trượt xuống sẽ luôn rất là dài. Nếu chẳng may đang ở đáy của thất bại, thì cứ buồn một chút, nhưng không cần phải phản kháng. Nhưng đồng thời đừng quên nhắc nhở mình rằng một sự thật là giờ chúng ta chỉ có thể đi lên, tiến tới mà thôi. Thoạt nghe qua các bạn có thấy nó hơi trừu tượng phải không? Nhưng mà thực sự nó cũng đơn giản, bởi vì trong thành công nó sẽ ẩn chứa thất bại, và trong thất bại nó cũng sẽ ẩn chứa cơ hội để giúp cho chúng ta thành công. Nó là một trong những cái quy luật logic mà của vũ trụ đã tạo ra. Nó giống như trong đạo Phật có quy luật vô thường. Bởi vì cái này nó sẽ chuyển hóa thành cái kia, mọi trạng thái trong cuộc sống này không bao giờ đứng yên một chỗ hết đó các bạn. Không ai có thể đứng nhe răng cười cả đời trên đỉnh thành công, mà cũng không có ai mà cho phép mình nằm bẹp trọn đời trong sự thất bại hết đó. Thế nên cho dù bạn muốn hay là không muốn, có hành động hoặc là không hành động, thì trạng thái của bạn cũng không thể được giữ nguyên. Bởi vì các nguyên tử nó sẽ không ngừng chuyển động, và ngay cả cơ thể của các bạn cũng vậy, nó cũng chuyển động không ngừng nghỉ. Tất cả các sự kiện diễn ra trong cuộc đời của các bạn, nó đều tuân theo cái quy luật bất biến này của vũ trụ. Chuyện gì đến là nó phải đến, nhưng mà đến lúc nào đó buộc nó đi là phải đi. Đây là một trong những cách mà các bạn có thể hiểu được bản chất rốt rễ của cuộc sống này. Do đó, khi thành công, các bạn cứ tận hưởng, và hãy nhớ rằng chuẩn bị đón tiếp thất bại, khiến cho bạn có một cách nhìn chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều về cuộc sống này. Khi mà thành công đến, mọi việc như ý, thì các bạn hãy cứ tận hưởng hết mình. Nhưng nhớ là kèm theo sự chuẩn bị, sẵn sàng cho hành trình của bên kia sườn dốc là sự trượt dài. Bạn vẫn phải vui vẻ khi bạn ở trên đỉnh, nhưng bạn lại hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì biết rằng khi phải trượt xuống từ đỉnh vinh quang là điều hiển nhiên. Tất nhiên khi thất bại đến, tổn thương đau khổ xảy ra chúng ta phải buồn chứ. Nhưng mà nỗi buồn của người hiểu quy luật này, khi mà biết chấp nhận thất bại một cách rất là nhẹ nhàng và tập trung và tìm cách leo lại trên cái sườn dốc để chúng ta có thể thành công thêm một lần nữa. Và bạn sẽ coi cái việc leo dốc như là một cơ hội để chúng ta tập thể dục nè, về tinh thần và cả thể lực luôn, tận hưởng quá trình mà leo lên sườn dốc thật là đẹp. Thật ra kết quả cuối cùng nó không phải là cái hạnh phúc của các bạn, mà quá trình các bạn đi đến cái hạnh phúc đó chính là hạnh phúc thực sự. Qua đây tác giả cũng muốn gửi gắm là lên voi và xuống chó không phải là trạng thái bị vùi dập của kẻ ăn may, mà nó là chân lý về thành công và thất bại. Lời nhắn nhủ của thông điệp chính là thành công hay thất bại không phải là vật phẩm sở hữu của riêng ai. Cả hai sẽ bất ngờ ghé thăm và rời đi bất cứ khi nào nó muốn. Do đó, bản thân các bạn chính là mỗi cá nhân, chỉ là một trong những cái vô vàn yếu tố quyết định nên thành công hoặc thất bại. Cho dù bạn là chủ tịch hay bạn là một nhân viên lao công, bạn là tỷ phú hay là một cả ăn mày,
từ nguyên thủ quốc gia đến một người dân đen đều sẽ được trải nghiệm về sự thành công và sẽ đều nếm mùi của sự thất bại. Một khi hiểu được quy luật này, các bạn sẽ đón nhận mọi chuyện đến một cách rất là nhẹ nhàng và bình tâm. Đặc biệt, thông điệp này mình rất biết ơn tác giả sách Tri Thức Gốc đã gửi đến với chúng ta. Và hôm nay mình xin kết thúc podcast tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần sau. Chúc các bạn một tuần mới nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc thực sự đến với các bạn. Mong là các bạn tìm thấy sự bình an trong chính nội tâm của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.